Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đã có 3 đội tìm được những mảnh ghép đầu tiên và vị huấn luyện viên Lê Minh Sơn vẫn chưa chọn được cho mình những thí sinh tiềm năng. Và liệu tác giả tiếp theo có chinh phục được vị huấn luyện viên cá tính này? Hóa ra, câu hỏi lớn nhất của mỗi con người khi đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành chính là: ta nên làm gì giữa trách nhiệm và đam mê? Và tôi đang bước đi trên hai con đường song song, một nơi tràn ngập sự thăng hoa của tiếng đàn, tiếng trống, lời ca và âm nhạc mà tôi mê đắm. Trước mặt tôi là khán giả, là những lẽ sống tôi theo đuổi mỗi ngày. Và rồi tôi nhìn về phía bên kia của cuộc sống mình, là những em thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn, là tôi với những con chữ và bài giảng. Âm thanh du dương nhất nơi này chính là tiếng phấn viết nên tri thức. Khi trách nhiệm và đam mê được cân bằng, tôi thấy được mình đang đi đúng hướng. Đến với Sinh Mai Son, để một lần được sống với những cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu, để một lần được chạm vào những ước mơ xa xôi nhất, tôi chính là Dư Quốc Vương. Một hôm về thăm chốn xưa, lòng ta thấy sao nôn nao đến lạ. Nhìn quanh nhìn ra biết bao điều thân thương. 10 năm đã qua, mình ta với ta nhẹ nhàng nhớ đôi môi mỉm cười. Em giờ đang ở đâu? Bỗng theo chuyến tàu đi rất xa, vội chạm lấy nhau thay lòng quá vương vấn, đành thôi bước qua thời gian.
cho tôi nói trước, bởi vì tôi chả tranh cướp với ai cả. Đấy, một mình tôi một đường. Dạ, lần đầu tiên thì xin cho em cảm ơn ban nhạc đã đánh một bài rất là hay. Và em xin cảm ơn bốn vị giám khảo đã ưu ái cho em. Đầu tiên là tôi muốn bạn giải thích cho tôi là cái chất liệu âm nhạc này tôi nghe nó rất lạ. Bởi vì em là một fan của hoạt hình những cái văn hóa của Nhật, nên là em đã đưa hồn của âm nhạc Nhật vào bài hát này. Đó. Tôi có thể nói ở cái nét mà ta ra ta ra ta ra. Đúng rồi. À, khi nghe một tác phẩm, cái âm nhạc nó sẽ bộc lộ lên tất cả mọi điều. Bạn làm cái chất liệu này rất là tốt. Cái thứ hai là bạn có một cái giọng hát cũng rất là tốt. Và tôi thích cái sự vạm vỡ trong giọng hát của bạn. Nhưng cái này, cái sự vạm vỡ này nó cũng rất tinh tế, chứ không phải là cái mà kiểu rock, kiểu gào thét lên đâu. Và chúc mừng bạn đã về với đội của tôi. Tôi rất thích bài hát vừa rồi của bạn. Chẳng qua tôi không chọn là bởi vì nó không phải cái phong cách của tôi mà thôi. Bạn đã kể một cái câu chuyện bằng âm nhạc rất là tròn trịa, rất là đẹp. Cái sáng tác của bạn vừa rồi rất là tròn, chỉnh chu, rất là chuyên nghiệp. Tôi chúc bạn về với đội Lê Minh Sơn sẽ tìm thấy những cái cá tính mới nữa trong bạn. Và chúc bạn thành công. Em xin cảm ơn ạ. Lần nữa thì em xin cảm ơn mọi người ủng hộ cho em và cảm ơn bốn vị giám khảo, và đặc biệt là anh Lê Minh Sơn đã chọn em ạ. Chúc mừng. Chúc mừng em đã về với đội anh Lê Minh Sơn. Lên nhận thí sinh chứ nhỉ? À, bạn phải xuống đến với tôi, vì bạn phải tìm đến với tôi mà. Tôi tìm đến bạn rồi, bây giờ bạn tìm đến với tôi. Khó nhỉ thầy. Nếu là phụ nữ chắc chắn là Sơn sẽ lên. Đúng rồi. Tùy. Xin chúc mừng thầy giáo trẻ Dương Quốc Vương cùng ca khúc 10 năm trở về đã chinh phục thành công chiếc cần gạt của vị luật viên Lê Minh Sơn.